À, vâng thưa dược sĩ, trước khi sử dụng một sản phẩm thì người bệnh sẽ rất là quan tâm là Vương Lão Kiện liệu có tốt hay không, và tại sao họ nên chọn Vương Lão Kiện mà không phải là sản phẩm hỗ trợ điều trị xương tay khác ạ? Thực ra thì trước khi mà quyết định phân phối sản phẩm Vương Lão Kiện, bán sản phẩm Vương Lão Kiện thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là hiện nay trên thị trường thì Vương Lão Kiện là một trong những cái sản phẩm tiên phong đi đầu trong cái lĩnh vực là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị cho những người mà mắc các chứng run. Hiện nay trên thị trường thì cũng có một số các cái sản phẩm thực phẩm chức năng khác. Tuy nhiên là quý vị cần phải xác định rõ ràng rằng cái hiệu quả của sản phẩm mang lại, bởi vì hiện nay tôi thấy rằng có một sản phẩm đang nói quá cái tác dụng của mình lên, ví dụ như là có thể chữa khỏi hẳn, thì như vậy nó là không hoàn toàn là chính xác. Vậy thì để mà gọi là tiêu chí để mà đánh giá của một sản phẩm có tốt hay không thì chúng ta sẽ có 4 cái tiêu chí. Thứ nhất, đấy là cái sản phẩm đó phải có cái nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Thứ hai là phải có công thức bào chế tốt. Thứ ba là phải có bằng chứng nghiên cứu. Và thứ tư là phải mang lại được cái lợi ích thực sự cho người dùng. Vậy thì cái tiêu chí thứ nhất đối với Vương Lão Kiện thì sản phẩm là thành quả của sự hợp tác giữa Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng. Thì Hồng Bàng cũng là một trong những cái đơn vị lâu năm có uy tín trong cái ngành sản xuất thực phẩm chức năng. Và Vương Lão Kiện thì được sản xuất để đảm bảo theo cái quy trình là thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Thứ hai, đấy là tất cả các cái thành phần có trong cái Vương Lão Kiện khi mà được kết hợp với nhau thì đã được nghiên cứu từ trước. Và nó sẽ giúp mang lại cái tác dụng, đấy là cái sự kết hợp này sẽ giúp mang lại cái tác dụng, đấy chính là tăng cường các cái tiền chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh, đấy chính là an thần trấn tĩnh, đấy chính là ổn định cái tính dẫn truyền thần kinh, từ đó giúp hỗ trợ làm giảm các cái chứng run do nhiều các cái nguyên nhân khác nhau chứ không chỉ là một nguyên nhân. Và thứ ba, đấy là hầu hết các cái thành phần tạo nên Vương Lão Kiện thì đều đã có những cái nghiên cứu riêng lẽ rồi. Ví dụ có thể kể đến những cái đại diện như là Thiên Ma Câu Đằng thì đã có những cái nghiên cứu rất là lớn tại Đài Bắc này, tại Hồng Kông, tại Đài Loan, tại Trung Quốc hoặc là tại Singapore và Hàn Quốc. Người ta đã chứng minh được cái hiệu quả của những cái thảo dược này đối với sức khỏe của người bệnh. Tiếp theo nữa, đấy chính là theo tôi nó là cái yếu tố quyết định nhất để mà nói là người bán hàng khi mà giới thiệu về sản phẩm thì nó sẽ không khách quan bằng chính những cái người bệnh mà người ta đã sử dụng và người ta trải nghiệm cái sản phẩm đó rồi. Thực tế rằng trong cái quá trình chúng tôi bán Vương Lão Kiện thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân sử dụng cho những cái hiệu quả cải thiện rất là đáng kể với nhiều các cái nguyên nhân khác nhau. Có thể kể đến ví dụ như là bạn Đạt là một trong những cái bạn trẻ bị run từ khi còn nhỏ, hoặc là ông Dương là một trong những người mà bị run do bệnh bào chứng Parkinson, rồi là ông Tình là người bị run do vô căn, hoặc là chú Nơi, ông Nơi là những người bị run sau tai biến, hoặc là những người mà bị run do những cái căng thẳng, những stress, ví dụ như là ông Cảnh chẳng hạn, thì đều có những cái cải thiện rất là tốt khi sử dụng Vương Lão Kiện. Vậy thì sau đây xin mời quý vị khán giả có thể là theo dõi một cái đoạn chia sẻ ngắn của người bệnh về cái hiệu quả của sản phẩm Vương Lão Kiện mang lại cho họ khi mà họ sử dụng. Tôi là một bệnh nhân bị bệnh Parkinson, tức là bệnh liệt dung theo tiếng Việt. Tôi xin nói là cái triệu chứng lúc đầu của tôi là gì? Cái thứ nhất là run chân, run tay. Mà chủ yếu là hai tay, mà nặng nhất là tay trái. Cái đầu tiên là mệt mỏi, ngủ kém, ăn kém mà lo lắng. Khi bị bệnh thì tôi cầm cái cốc nước này nó run, nước có thể sánh ra ngoài. Thế nhưng mà sau khi hỗ trợ điều trị bằng Vương Lão Kiện thì tôi thấy cái tác dụng rất rõ rệt, là cái sản phẩm này là sản phẩm thuộc về y học phương Đông, nhưng mà cái chuyển biến lại rất là tốt. Tôi cảm nhận thấy đầu tiên là từ trên miệng này là môi nó đỡ bị rung, bị giãn, bị rung. Hai nữa lưỡi cũng thế, cũng giảm rất nhiều. Răng, hàm răng nó cũng đỡ lập cập. Và nói thì dễ hơn, lưỡi nó thẳng hơn và nói đúng giọng hơn. Trước đây thì không được. Thế sau một thời gian là 9 tháng tôi dùng cái Vương Lão Kiện về cái phần gọi là cảm nhận của tôi về phần miệng. Sang cái phần chi, tức là phần tay, thì cái tay bên phải là cái tiến triển nó tốt hơn nhiều, là hết nhanh nhất, là vì bên này là nhẹ, nhưng sang đến bên tay phải, đến tay trái thì cái chuyển nó chậm hơn, nhưng cho nay sau 9 tháng thì bây giờ nó còn run một ít nhưng mà rất bớt đi rất nhiều. Tôi bây giờ tôi cầm một cốc nước như này thấy bình thường đấy. Thế thì quả là cái sản phẩm là có
tác dụng hỗ trợ cho cái điều trị chính thống, tức là điều trị bằng thuốc tây thì được cái này hỗ trợ thì cái tiến triển rất là tốt. Về chân thì tôi cảm nhận là cũng có, nhưng mà vì cái liền nhẹ cho nên là khi nó khỏi tôi cũng không biết. Tôi đi lại, đi bộ vẫn bình thường. Nhưng mà cái tay và cái miệng thì rõ nhất, mà nhất là tiếng nói. Bây giờ thì sau 9 tháng tôi dùng, thì tôi có thể kết luận như này. Cái sản phẩm chức năng là Vương Lẫm Kiện là một sản phẩm rất tốt trong vấn đề hỗ trợ điều trị những bệnh nhân Parkinson hoặc là rối loạn bó tháp ở người già. Tôi chữa ở 108, tôi đi chụp điện tim thì có bác ấy ngồi bên, bác ấy nói là cháu bị bệnh gì mà trẻ này phải đi chữa bệnh. Thế là bảo cháu bị bệnh run chân tay, thế ông nói là ở làng tôi có mấy người uống Vương Đáo Kiện là đỡ, nhưng mà tôi thì biết thế chứ không ai tư vấn cho tôi, cho nên là tôi chỉ mua 2 hộp để tôi uống thôi. Bác sĩ nói là bệnh này không chữa được, không có thuốc đặc trị, mà tôi đi mua cơm ăn, đi xuống cầu thang chân tay tôi run, tôi không đứng được. Thế thì tôi suốt ngày tôi khóc mếu, mà tôi cứ ngực tôi nó cứ hồi hộp, mà nó cứ cảm thấy sợ hãi. Thế là bố tôi điện lên thì là bảo là có thuốc thực phẩm chức năng Vương Đáo Kiện. Thế là thì về để chữa xem là nó uống xem nó có đỡ không. Khi mà tôi uống được Vương Đáo Kiện cái là tôi cảm thấy là cầm cốc nước nó không bị sóng sánh nữa, mà tôi làm công việc là giặt quần áo rồi nấu cơm rồi rửa bát là bình thường. 3 tháng đầu là tôi cho cháu uống 6 viên một ngày. Thế sau đó thì liều giảm dần, thì tôi cho uống là mỗi ngày 4 viên và uống liên tục đến tháng thứ 9. Và trong cái thời gian điều trị là 3 tháng đầu, thì đến tháng thứ 3 thì bắt đầu là thuốc có hiệu nghiệm, thì là chân tay của cháu là đỡ run hơn. Thế và ăn ngủ được nhiều hơn và đi lại thì nó cũng dễ dàng hơn một ít. Thế sau đó thì uống tiếp tục đến tháng thứ 9 thì là cảm thấy đỡ được khoảng 70-80%. Thế và tiếp tục uống đó, kéo dài đến hơn 1 năm thì gần như bệnh tình bây giờ gần như là khỏi được gần như là khoảng 90%. Thì gia đình là rất là phấn khởi, mà tôi cũng cảm thấy là rất là hãnh diện, vì là bố phải quyết tâm để chữa cho con. Đấy, hiện tại là bây giờ chân tay không còn run, đi lại bình thường, thế và mọi sinh hoạt nói chung là tốt. Và đến giờ phút này thì gia đình cũng cảm thấy là rất là mỹ mãn. Tuy Vương Đáo Kiện có cái hiệu quả tốt như vậy, nhưng sản phẩm thì không phải là thần dược. Và khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cần phải sử dụng theo đúng cái liệu trình khuyến cáo của nhà sản xuất, cũng như là chúng ta phải kiên trì sử dụng thêm cả những cái thuốc điều trị bằng Tây y nếu mà chúng ta đang dùng. Kết hợp thêm với đó chính là cái chế độ ăn cũng như là cái lối sống và sinh hoạt rất là khoa học và điều độ, thì khi đó nó mới tạo ra được cái tác dụng tốt và mới giúp hỗ trợ làm giảm các cái chứng run cho người bệnh hiệu quả được.